Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể bật hoặc là tắt chiếc điện thoại Samsung của mình bằng hai lần chạm nhé. Ví dụ ở đây thì mình đã bật cái tính năng là chạm hai lần để tắt hoặc mở chiếc điện thoại Samsung của mình rồi. Và giờ mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nhé. Mình chạm hai lần để mình tắt, và mình đang tắt đây rồi thì mình sẽ chạm hai lần để mình bật cái màn hình điện thoại Samsung này lên. Và giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể bật được cái tính năng hoặc là tắt cái tính năng này đi nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt nhá. Đó thì các bạn sẽ kéo lên cho mình. Các bạn tìm đến cho mình cái dòng là tính năng nâng cao. Đó, và các bạn sẽ tìm đến cho mình cái dòng là chuyển động và thao tác nhá. Đó, và ở đây thì do mình đã bật lên rồi cho nên là mình chạm hai lần là mình sẽ tắt và chạm hai lần để mình bật. Tuy nhiên giờ mình không muốn dùng cái tính năng này nữa chẳng hạn thì mình sẽ tắt đi nhá. Đó, thì giờ các bạn nhìn thấy đây. Ví dụ nhá. Ví dụ mình chạm hai lần này thì nó sẽ không tắt, và mình tắt cái này đi. Và mình sẽ cho tối đen màn hình nhá. Thì mình chạm hai lần này nó cũng sẽ không làm sáng cái màn hình điện thoại của mình lên. Đó. Và các bạn nào muốn cài đặt lại thì các bạn cũng chỉ cần chọn vào như này. Đó, các bạn cũng sẽ chọn cho mình đến cái mục vừa nãy nhá, tức là tính năng nâng cao này. Đó, và ở đây thì mình cũng sẽ chọn vào chuyển động và thao tác. Đó, và giờ mình sẽ bật lên nhá. Đó, mình sẽ bật cái phần là chạm hai lần để bật màn hình này, và mình cũng sẽ bật chạm hai lần để tắt màn hình. Giờ mình sẽ thử xem có được hay không nhá. Mình sẽ chạm hai lần này. Đấy, để tắt màn hình này, và chạm hai lần để bật màn hình này. Đó, vậy rất chi là đơn giản thôi. Cái video vừa rồi mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể bật hoặc tắt cái tính năng chạm hai lần để bật hoặc tắt cái màn hình điện thoại Samsung của mình nhá. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.